cưới. Các thương mời Quang Bảo chào đón quý vị đến với chương trình Yêu là cưới. Quản lý là cấm yêu nhau trong đoàn, cho mỗi lần đi hẹn hò là đi điện chợ. Cuối cùng có bị bắt gặp gì không? Nói chung ăn ở cũng được, lần thứ ba mới bị phát hiện. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón cặp đôi của ngày hôm nay. Xin mời. Thôi mời hai bạn. Hai bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào chị Cát Tường với anh Bảo cùng toàn thể quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ, em tên là Khương Bảo Thành. Công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do. Dạ, em tên là Mụn Nhi. Hiện nay em đang làm tiệm tóc ở quận 8 và đang hiện tại đang ở Sài Gòn. Rồi, quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Đồng Tháp. Đồng Tháp, bên đây quận 8. Rồi hai bạn quen nhau trong cái trường hợp nào? Hai đứa đi quay MV chung. Bạn Nhi là diễn viên. MV của ai? Dạ, MV của em với mấy bạn của em. Rồi ấn tượng về nhau trong cái lần đầu tiên gặp như thế nào? Ai là người để ý đến ai trước? Em. Em. Lý do gì? Em ấn tượng gì ở bạn? Tại vì trong lúc mà đi quay thì em thấy nguyên một đoàn á, thì nói chung là chỉ có cái anh này là thấy hai nó nhiều, với lại cái tánh của anh hiền và thật thà nữa. Từ dịp từ lúc đó em để ý với anh. Em để ý anh trước? Dạ đúng rồi. Ta nói em mê trai á. Còn em? Lúc mới xuống em cũng có ấn tượng là bạn này nhìn vô thấy cảm giác được đánh vô giống như là tình yêu sắc đánh vậy. Là em cũng bị sát đánh dạ, bởi cổ luôn. Dạ nhưng mà em chờ. Chờ cái gì? Chờ giáo dục hả? Không, mới vô mà tự nhiên cái làm liền thì người ta nói mình ham hố. Nên em chờ. Em chờ cơ hội. Không ngờ bạn này để ý trước. Ai tỏ tình trước? Em tỏ tình luôn. Em nói sao? Tụi ưa tỏ tình sao? Mới lần đầu thì em chưa có số điện thoại. Em biết xin mấy người làm chung á. Em mới nhắn tin mời ảnh đi uống cà phê. Em tuy là nữ nhưng mà không biết tại sao tánh em có giống nam. Em ga lăng á. Thường thường em thích là mời bạn nam trước. Em không thích bạn nam mời em trước. Mỗi lần mà trong cái lúc mà mình uống cà phê hay là ăn uống gì, em chủ động đi trả tiền trước không? Em không chờ nam. Dạ đúng rồi. Tại vì bản tính của em là từ nào như vậy. Hôm nào em rủ chị với Bảo đi với. Chị với Bảo đi chung với nhau là tới hồi trả tiền hai đứa nhìn nhau không à. Ba với mẹ em nói là quen ai hay đi chơi với ai thì mình ăn uống của người ta thì sau này mình sẽ mắc nợ người ta, em sẽ trả không nổi. Cũng hay. Còn em lúc đó cô nhắn tin tỏ tình em thì em trả lời em phản ứng sao? Lúc đó em cũng trong cái đoàn á là đạo quản lý á là cấm yêu nhau trong đoàn, sợ yêu nhau rồi đóng chung này kia rồi ghen tuông nó bất lợi trong cái đoàn. Nói chung là đá mắt đưa tình lén lén thôi chứ không dám là làm thẳng nữa. Chỉ một định kỳ quay 3 tháng là đi tới 3 tháng nữa. Ghê vậy, quay gì mà dạ, lâu vậy? Ghê vậy. Tại vì mỗi người quay một album là khoảng 10 mấy bài nữa. Mà có 5-6 người ca sĩ là cứ đi chung một đợt như vậy là dạ, được quen. Lúc dạ, đó là sao? Tình cảm hẹn hò như thế nào? Cho mỗi lần đi hẹn hò là giống như điên chợ. Hai đứa đi hẹn hò là phải làm bộ, tại vì mỗi phần lần đi đều phải xin quản lý. Anh ơi, cho em đi ra ngoài đó mua cái đó vật dụng gì đó. Cái bạn này cũng là bộ nó đi mua này mua kia để hai đứa đi chung chiếc xe. Mỗi lần đi đâu là phải lén lút đi chơi, nhìn trước nhìn sau, trời ơi, có ai theo dõi không trời. Cuối cùng có bị bắt gặp gì không? Dạ cũng nói chung ăn ở cũng được. Lần thứ ba mới bị phát hiện. Cái lần thứ ba là ai, dạ, ai phát hiện? Lần đó là sao? Dạ lần thứ ba là đó là hai đứa em chính thức em tỏ tình với bạn. Chào nụ hôn đầu tiên của em cho bạn. Chào nụ hôn đầu tiên của em. Dạ đúng rồi. Mấy lần trước hai đứa đi uống nước lén lút á, là lần nào uống nước lén lút là cũng nhìn trước nhìn sau coi có ai theo dõi mình không. Cái tới lần thứ ba cái lo hôn cái quên. Hai đứa hôn cái quên, cái nhìn cái vô tình bị em kiểm chạy ngang, nó thấy hai đứa hồi hôn nó chụp hình liền, xong nó gỡ cho ông quản lý. Cái quản lý gỡ vô Zalo em kêu về mở cuộc họp gấp. Trời ơi, cái ông nào mà cũng rảnh vậy. Mà cái này chắc bạn hung nhau lâu lắm nè. Cái lúc mà nhìn phát hiện xong móc điện thoại là hủy. Dạ đúng rồi, hung nhau rất là say đóng mà. Giống như là đi ăn trộm đúng không? Dạ, đúng khi rồi. Mà gặp nhau làm như mừng rỡ lắm, tranh thủ mình hôn đi anh. Ta làm gì dữ vậy trời, thời buổi gì rồi dạ, mà. Đúng rồi. Rồi cái ông nào đi chụp hình vậy mà về cũng mét nữa hả? Dạ mét. Mở cuộc họp gấp. Rồi họp sao họp? Cái mặt mày ai cũng giống như là một đống hành sự. Hai đứa vô trong ngồi. Cái mời em đứng lên. Cái nói em giải thích đi, đưa tấm hình gì đó. Cái em nói giải thích gì giờ, hai đứa em yêu nhau mà. Ông vỗ bàn nói tôi không có chấm, tôi không cấm là trong đoàn không được yêu nhau. Rồi sao? Rồi xong rồi cái ổng cấm nữa. Ông nói bây giờ muốn yêu gì thì xong cái đợt quay đi. Mà quay là có một trợ lý nam nữa rất thích bạn gái của em. Mà cái trợ lý nam đó là giống như là một phó đạo diễn luôn. Mỗi lần diễn gì mà lỡ phạt lòng cái là kêu diễn đi, nhưng lại đánh bể bất mặt luôn, cứ đánh hoài vậy đó. Nhà biết hai đứa yêu nhau cái đầu sẽ kiếm chuyện. Nhưng mà em nghe cái ông nói ông ghét cái bản mặt của anh. Thì ông ghét bản mặt của anh quýnh hoài. Quýnh em hoài luôn. Rồi sau đó có gì cùng... là khi về thì lại quay nhau. Trong 3 tháng đi về cái đầu tưởng nó lên Sài Gòn là mình thoát nạn rồi. Giống như mình chim sổ lòng mà mình tự tung tự tác được.
cuối cùng bắt đầu bị vô khuôn khổ tiếp. Sao như vậy? Hai đứa em là hai đứa công việc đều bận hết, chỉ có một tuần là chỉ gặp được ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật thôi. Ừ. Thứ bảy chủ nhật lại bắt buộc đi họp. Để khỏi đi chơi. Đâu có đi chơi được, trong khi hai ba tuần không đi chơi được, cái đầu Nhi giận buồn. Cái em phải sử dụng mưu kế, em nhờ người nhà em phải sửa số điện thoại của trong danh bạ của em, má em, bà nội em này kia, là bộ gọi điện lên bệnh quá về thành ơi, bệnh quá về thành ơi. Em cho em nói anh ơi, má em bệnh, anh ơi bà nội em bệnh. Ông không cho về. Ông thấy số thật, đúng rồi, nội gọi nè, cho về. Rồi về đi chơi được có hai ba lần rồi hai đứa giận nhau. Trời. Nói chung tình yêu của hai đứa em bị sự ngăn cản. Không phải là ngăn cản của gia đình hai bên. Dạ đúng rồi, gia đình rất là đồng ý. À, mà ngăn cản của bộ công một quản lý bóng ma như vậy đó. Giống như ông bóng ma bình thường. Bây giờ còn gặp quản lý nữa không? Dạ không, em chịu hết nổi, em đi luôn. Trời đất ơi. Tính ra là yêu nhau được bao lâu rồi? Dạ hai đứa em quen nhau cũng được một năm rưỡi. Năm rưỡi rồi. Dạ. Từ đó giờ là có suôn sẻ chứ sau khi thoát khỏi cái bóng ma đó. Dạ sau thời gian thoát khỏi bóng ma đó thì cũng xảy ra một số hiểu lầm nhẹ. Có những bi cô mâu thuẫn gì kể luôn. Anh ấy đi quay phim, anh ấy hay ôm người khác chị. Thì cái công việc của người ta mà. Nhưng mà anh ấy ôm nhiệt tình lắm, em không thích vậy đâu. Ta diễn sâu. Tại vì ngày xưa cũng ôm ở đây mà dính đó, nên đó. Không, từ hồi em quen ảnh anh không có ôm em mà chỉ hôn em thôi. Còn đặc biệt là ôm thì chỉ dành cho những người phụ nữ khác thôi. Đó là Nhi im lặng luôn đúng nửa tháng. Em cũng chờ, em nói chết rồi giờ sao người ta. Tại em biết tánh của Nhi là mạnh mẽ, hồi chờ giờ nào ta nhắn tin thì mình nhắn. Mà sao em đàn ông em cứ chờ hoài vậy? Em chờ, em phải chờ lắm chị. Chờ xương rụng chị. Mà mình có men không mà sao? Em men, em sợ. Nói tính rõ ràng không mà bạn cứ... bạn Nhi của em rất là mạnh, giống như là tưởng tượng đi ra đường nếu mà đánh lộn là Nhi đánh em biết không nhìn không. Nhi mạnh lắm. Kiểu giống ngược bên đây, ông bên đây phụ nữ nè. Giống vậy á. Rồi có làm cho người ta bớt ghen bớt yên tâm không? Có sau thời gian mà bị nói quá. Giống như em hay thả thính trên mạng lắm. Mà xinh đẹp đẹp mà lên phay mà đưa lên cái em thả tim. Thả tim cái đưa vô phẫn nộ. Là em biết rồi đó. Đưa phẫn nộ xong rồi gỡ tin nhắn, gỡ mấy cái mặt mà đập trong Zalo là rồi em hiểu rồi đó. Em gửi hình luôn, từng có biểu tượng cảm xúc buồn. Có cái mâu thuẫn nào lớn nữa không? Có cái biến cố nào lớn trong tình yêu hai bạn nữa không? Chỉ có một lần anh hứa với em là cái ngày đó là cái ngày hai đứa mình đi chơi ở Nha Trang. Thì tới cái ngày đó thì tự nhiên anh nói là hôm nay anh có show rồi. Giờ anh lỡ hứa show người ta năn nỉ quá trời giờ sao? Tự nhiên em cảm thấy buồn, em không nói gì hết. Em nói thì thôi anh cứ đi công việc của anh đi. Lúc đó em phải chịu thôi. Lúc đó em buồn. Tại vì hai đứa ít gặp nhau lắm. Dạ, đúng. Hai đứa ít được gặp nhau lắm. Nếu mà lần mà gặp nhau giống như là nói chung cái gì quý lắm cái gì. Quý lắm, muốn được ở gần bên nhau thôi. Nhưng mà cảm giác giống như là bị cái gì đó giật cản. Nói chung là bị nhiều thứ lắm. Có vẻ như chưa có suôn sẻ ngay từ đầu. Đúng rồi, chưa suôn sẻ. Từ đầu giống như là có cái huông á. Em còn có bị nghi ngờ gì nữa không? Có bị ghen tuông điều gì nữa không? Có một lần em nhận lời đóng cô phim em phim MV MV đồng tính của cái anh ca sĩ kia. Anh nhờ em đóng vai chính. Cái em đắn đo suy nghĩ nó đóng sao ta. Đóng lúc giờ mình chưa đóng phim vậy lỡ mình đóng rồi còn Nhi khó chịu. Em có nói Nhi mà Nhi trả lời dạng như là cọc 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 vậy đó. Mà tới đóng đưa hình lên, hình nào đưa lên cũng gắn phẫn nộ vô hết trơn á. Trong cái MV đó là nội dung em làm hai người đàn ông yêu nhau mà bị gia đình ngăn cản. Có nghĩa là em đóng MV đó là em đóng đồng tính đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cái sợ, Nhi sợ. Nhi sợ em sợ đóng gì? Xong rồi em yêu người đó. Cái em mới nói Nhi là yên tâm đi. MV đóng có 3 ngày không có yêu được đâu. Phải mấy tháng mới yêu được. Trời. Nhưng mà anh nói anh không yêu nhưng mà em thấy cái người đó cứ gần gũi anh hoài chị. Giờ còn không? Anh xuống, giờ còn. Tới bây giờ vẫn còn. Hết rồi. Thiệt không? Hết rồi. Em thấy lâu còn nhắn tin. Ủa nhưng mà giờ bạn trai em giới tính rõ ràng không? Em không biết hả? Đi quay phim á thì công việc thì phải làm thôi. Em thì em nói như vậy chứ thật sự là em rất là thông cảm cho ảnh và rất là hiểu ảnh. Hai bạn có cái kế hoạch gì chưa cho tương lai chưa? Dạ hai đứa em tính là sang năm 2019 là hai đứa em kết hôn. 2019 kết hôn, gia đình hai bên. Dạ gia đình hai bên thì biết hết rồi. Hai đứa về nhà không? Dạ. Có ý kiến gì không gặp nhau? Dạ không, gặp nhau là nói gia đình Nhi thì nói trời Thành nó hiền quá, dễ thương quá. Còn bên em thì nói trời Nhi cũng hiền, dễ thương quá, bên nào cũng vậy chứ bên nào cũng đồng ý hết. Không có sự ngăn cản nào hết. Có ngăn cản ở ngoài không à? Anh Thành rất là giỏi nấu ăn á chị. Còn em thì em là biến nấu ăn lắm. Em là phụ nữ nhưng mà em tính cách của em giống như đàn ông, em thích đi kinh doanh bên ngoài thôi, em không thích nấu ăn. Tại đó này, cặp đôi này sinh ra là bị ngược rồi. Có thể cũng bù trừ cho nhau vậy cũng được. Đó, nhưng mà bây giờ từ đây đến đám cưới là còn khó khăn gì không? Rồi hai bạn có muốn nhau thay đổi cái điều gì, cái tánh khí gì của người bạn đời mình mà mình chưa có vừa ý trong chương trình ngày hôm nay mình chia sẻ luôn.
em muốn anh thay đổi là đi quay tốt nhất là đừng nên ôm những người gái khác làm cho em cảm thấy không mến thôi. Với lại cái tánh của anh nhiều lúc nó nhiều nữa, em cũng không thích, em thích nó ít lại chút. Cặp này ngộ á, ngược. Còn em? Em muốn Nhi là sửa đổi cái tính lại là Nhi hay hay giận người cọc cọc hay hay im lặng lắm. Hỏi hoài, hỏi hoài không trả lời. Đi dự tiệc đi này đi kia nhưng mà ngồi xong mà mặt đóng như nè. Không dám nhìn luôn. Nói chung là em cần Nhi sửa cái tính đó. Còn em thì em sẽ hạn chế ôm lại chút xíu. Em chuyển qua em hôn luôn. Chung là chị thấy vậy nè, thật sự cái đó là cái này là do hai bạn tự thích nhau. Dạ. Không ai mai mối không. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cái này hai đứa tự nguyện. Thì nói cho vui thì mình nãy giờ chị ghẹo hai bạn giống như sinh ra nó bị ngược cho nó. Dạ. Nhưng mà thật sự đó cũng là cái nồi đắp cái ung nó vừa. Dạ, dạ. Nhưng mà vậy thì nó cũng có những cái giống như hai bạn chưa vừa ý với nhau. Nhưng mà có cái gì nói chứ mình cũng phải nương nhau. Nhưng mình cũng đừng ăn hiếp người ta quá. Còn giống như bạn gái mình đã ghen tuông không thích như vậy thì mình cũng hạn chế, nhưng mà thật khó lắm, thông cảm cho người ta đi, đó là công việc mà. Nói chung là có những cái lặt vặt đó thì mình phải tự cân nhắc, tự điều chỉnh với nhau, mình yêu thương nhau có đó không ai giúp ba mình mẹ được. Em rất là thương anh ấy, với lại mỗi lần anh ấy về quê em chơi thì anh ấy rất là giỏi, anh ấy chủ động vô bếp nấu ăn cho em ăn, cho nên em gặp được đúng người. Dạ, cái đúng người rồi. Này là coi như là hợp. Dạ, với giống em như rồi. Hợp với em đó. Dạ. Mà nếu như giờ em mà cũng gặp một người vợ mà cũng còn yểu điệu bánh bèo nữa thì cái nhà là em là ai lo, đâm ra rồi. Là coi như cặp này là hợp rồi. Dạ, bây giờ rồi. Làm sao mình gây dày dựng để hạnh phúc với nhau thôi. Dạ. Đó là lời khuyên của chị dành cho hai bạn. Em có món quà đặc biệt dành cho, tặng cho Nhi. Rồi, mời em. Đây là món quà, món quà em tặng cho Nhi. Nhi rất là thích món quà này. Như nói ước gì á, ước gì có một đôi bông mà bằng vỏ sò. Nên em bữa em đi hát ở Đà Lạt, ở Vũng Tàu, em thấy cái chị kia bán rất là đẹp, nên em mua cặp đôi bông này bằng hai vỏ sò rất dễ thương. Đây. Oh, đẹp quá. Cảm ơn anh. Em cảm nhận như thế nào những món quà? Tuy là món quà của ảnh, tuy là nhỏ bé nhưng mà ảnh rất là biết cái cảm nhận của em thích cái gì. Em rất là hạnh phúc vì có anh. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, hạnh phúc. Và ngay bây giờ sẽ là vòng xoay may mắn của chương trình. Chúng ta sẽ có những phần quà sau đây. Đầu tiên là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Moment Baby Casting. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Allen cho hạnh phúc trọn vẹn. Một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox. Và 3 bình sữa tự thánh với chương trình Yêu là cưới. Ở nhà tôi bị mới hư. Bạn chúng được một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Thôi chưa có TV thì có phim ở ngoài rạp đỡ vậy. Đỉnh mệnh, đỉnh mệnh. Đỉnh mệnh. Chúc mừng hai bạn, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ. Thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Đón xem chương trình Yêu là cưới trên khung giờ rất quen thuộc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Và các cặp đôi ơi, nếu như các bạn muốn tham gia vào chương trình Yêu là cưới để chia sẻ những câu chuyện tình của mình thì hãy đăng ký tại fanpage của Yêu là cưới trên Facebook quý vị nha. Chúc quý vị có ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Em cái này còn đi nghĩa vụ. Lúc đó mẹ em bị bệnh ung thư phổi thì chị em điện nói là mẹ hấp hối rồi. Em mới chạy thẳng về nhà, nhưng mà về tới thì mẹ em đã tắt thở rồi. Em chưa kịp nói chuyện gì luôn mà mẹ em cũng chưa kịp gặp em. Thì sau khi mà mẹ mất á, không hề nói một lời chia tay gì hết á, im lặng rồi đi về Sóc Trăng như vậy luôn.
Đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7.